Bộ chiều nay đi hả? Chiều tôi đi. Bộ ở trển vui lắm hả? Đối với tôi á, không có đâu vui bằng ở đây. Không chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, được nói chuyện với Lan, trong lòng tôi vui lắm. Nhưng vì tương lai của tôi, tương lai của chúng ta sau này, nên tôi phải tạm xa Lan. Nên Lan đừng có buồn, Lan cũng phải vui lên để tôi an lòng mà. Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi cản chi. Mà điều người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mẹ con ghé nhỏ kêu rên trên ngọn me tây ngoài nhà biên. Trời đất thì buồn như vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vậy biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sao, gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong đây á, nhưng cả ngày cũng không có thấy mặt. Nhưng biết người ta có mặt ở nhà, nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi bỗng thấy buồn thấy nhớ. Chiều chiều ra bắt đường vẫn hơn con đò nho dài mấy lứa sáng sớm hồng nhan nghi mình buồn. Hồi đó đến giờ có bao giờ mình gặp nhau hoài đâu. À mà có, hồi nhỏ xíu thì có. Phải rồi, hồi đó mình còn nhỏ xíu chưa biết gì, không biết người ta có quên hay không. Chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trong nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn á, rồi người ta chịu tội thế cho tôi. Mới có rạng rạng đây chứ có xa xôi gì lầm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tình không. Thiên hạ thường nói xa lòng cách mặt, tôi thì không có ngại gì cái chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì con vé sầu nó bắt đầu ngưng bàn ngoài sân rơi lát đất, người ta mới lại đi cho kịp buổi tiêu trường. Nhưng lần này á, người ta về rồi lại đi vội vàng, tôi bỗng thấy buồn thấy lo sợ mong luôn. Sợ đưa người như đưa sao sang sông, biết đâu rồi lòng bay xa. Lan nè, thôi tôi hết buồn rồi, đi lên trển. Nhớ gõ dây thép về cho bác gái hay hả? Tôi biết rồi, thôi tôi đi nghe. Đi mạnh giỏi ha. Lan không có buồn nữa nghe. Tôi không buồn, tôi vui rồi, tôi không có buồn. Đi mà anh giỏi nha. Anh đi! Lan ơi! Anh đi ơi! Lan ơi! Anh đi! Lan ơi! Anh đi ơi! Lan ơi! Anh đi! Nhưng ai đó ngờ lời xưa đã chứng minh khi tình tan vỡ.
đình. Lan ơi, Lan. Thôi, đừng có nói gì nữa hết á. Hồi nãy giờ ở ngoài này tôi đã nghe hết rồi. Ông thấy tôi đang khóc đây sao? Mà nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì đâu, có ăn nhầm gì tới ai nữa đâu. Lan ơi. Đối với Lan tôi là người bạc nghĩa, đối với bác Tú bên nhà tôi là kẻ trong ân. Nhưng tôi xin Lan, Lan hãy hiểu và đừng giận đừng hận tôi nghe Lan. Không, tôi không có giận, có hận, có trách móc ai đâu. Ông còn bao lâu nữa là tới ngày rước dâu. Có vợ rồi nên tử tế với người ta, vì đời người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết, tôi nói tôi qua bên này đi phụ giúp một tay, hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc, khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sau duyên phận bé bàng. Nước đã xoáy dòng sao biển đông mang ngang, mà đám lục bình còn mỗi lần đón người ta về rồi một lần nàng tìm người ta đi mà tìm, nhưng lần này chắc ông bao giờ về với tôi được nữa. Anh đừng nói gì nữa hết á, anh hãy đi đi, anh hãy đi đi. Lan và Lan, Lan ơi, Lan ơi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Lan và Điệp với phần dự thi của chị Phương Huệ và phần trợ diễn của Võ Ngọc Tân. Ngày hôm nay đóng cây lương luôn Tân hả? Dạ, nhưng mà đâu được ca đâu. Vậy chứ nếu cho em ca, em ca được không? Dạ không. Cảm ơn Võ Ngọc Tân rất là nhiều để hỗ trợ cho chị Phương Huệ trong tiết mục này nha. Cảm ơn em. Và bây giờ thì xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo chị Thoại Mỹ ạ. Thấy cưng quá à. Hôm nay một lần nữa Phương Huệ lại thể hiện nhân vật của chị Thanh Kim Huệ. Mà cái vai này nhiều thế hệ rồi, ai cũng biết đến trích đoạn này và cái bài ca này. Huệ cũng chỉnh chu trong bộ trang phục của mình, tóc tai cũng thể hiện ra đúng cô Lan. Ca thì bữa nay Phương Huệ lấy lại phong độ, cho nên ca rất là giống, giống lắm luôn á. Từng cái hò, rồi từng những cái chữ nhấn nhá của chị Huệ, rồi những cái nói hớt 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 lên vậy đó, rất là giống, xuất sắc. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị Tề Mỹ ạ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Thì ghi vào trong này nè, ca tốt quá, diễn cũng tốt nữa. Dạ, vậy thôi. Hôm nay em cũng vẫn giữ một cái phong độ đó, rất là tròn cái nhân vật của Giai Lan này. Cảm ơn Phương Huệ rất nhiều nha em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Phương Huệ không phải ca như vậy. Phương Huệ ca phải hay hơn như vậy. Cố gắng lên nữa, là nếu như được vào vòng trong phải giữ gìn sức khỏe nữa Huệ ơi. Dạ em cảm ơn anh Long.
mình thể hiện cái vai của chị Huệ đó. Từ nãy ai cũng khen rồi, anh không cần phải khen nữa. Dạ. Nhưng mà anh chỉ góp ý những cái còn sót lại để mà mình có thể tiến vào vòng trong mình diễn hay hơn nữa đó. Là chị Huệ chỉ phát âm mà chỉ nói đó bằng hơi thở chứ không phải dạ. bằng giọng từ lực mà đưa ra. Chắc có lẽ là hôm nay Huệ mệt. Như anh đã nói đó, khi người ta mệt đó thì người ta sẽ dùng lực để người ta chống đối lại cái mệt đó. Dạ đúng rồi. Chính vì cái điều đó mà anh muốn nói là Phương Huệ cố gắng giữ sức khỏe. Để dạ. nếu như sau này mà được vô vòng trong đó thì em diễn những cái vai của chị Huệ đó là cần phải nói nhẹ và thỏ thẻ. Hôm nay nếu mà để gọi là ca hay á thì mới được 7-8 thôi. Dạ. Huệ có thể Huệ ca hay hơn thêm 3 phần nữa. Dạ. Dạ cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng chị Phương Huệ. Chúc anh đạt. Chúc anh đài. Duyên tình cách chia, anh đài ơi nàng dây che bao tật lòng, bao nhớ nhung người thương. Kỷ niệm xưa giữ luôn bên mình quyết không lìa xa. Đại em ơi, đến ngày anh ta không quên câu thề. Vẫn còn đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu. Mà tang thương vẫn kỳ quan cũng đã vang lên rồi. Lệ sầu rơi đường thăm, người tình đầu nơi xa có thâu. Chúc anh đài, chúc anh đài. Ôi đông đầy chung mau chuyện tình mình. Anh đài ơi, làm sao anh quên được kỷ niệm năm xưa ngã ba đường Nam Sơn Tiểu Lộ. Kỷ vật còn đây, người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành tiễn biệt người yêu cất bước theo chồng. Làm sao quên được những kỷ niệm vui buồn, phúng hoàng sáng nín hình đôi bóng, gợi vào lòng qua ý nhạc lời thơ. Chim xa rừng còn thương cây nhớ hồi, người xa người tội lắm người ơi. Ta rằng chẳng biết thì tôi biết rồi, mỗi kẻ mỗi nơi hỏi ai không buồn. Gió, gió, gió đâu đến, lạnh mua cả tâm hồn. Dần hồng sáng soi không làm rạng ngắm tâm hồn. Đại, đại ơi, anh nói tình chúc lương ngàn đời. Gió
mình. Trời không thương nở gieo biệt ly, ta yêu chúc nương, anh yêu đại ngàn đời. Thế tốt đâu đại ơi, anh đại ơi, chúc anh đại, chúc anh đại. Trời cao chứng cho, tháp tôi vẫn còn yêu, dòng nước trong như lại lãng bao tình thương. Bơ bơ cơn gió cho cành khoang tay lá, cho mây đen còn phủ dần màn sương, như khóc than cho duyên tình tôi, liêm hồn nơi chính sông. Chúc anh đại, anh đại ơi. Và chúng ta vừa thưởng thức một cái vai diễn rất là nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là vai Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, với cái phần hóa thân từ Trọng Nhân khi mà tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ, khi mà xem trích đoạn này thì hình như thấy các anh chị trong ban giám khảo cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Em xin hỏi chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Một cái vai diễn để đời của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh 20 mấy năm rồi, Mỹ không được diễn chung với anh vở này, và anh cũng không diễn vở này nữa. Và vai diễn này nó ấn tượng với lại Thoại Mỹ và ngay cả chị Thanh Hằng. Tại vì khi mà tập cái vở này á, Mỹ với chị Thanh Hằng rất là cực khổ và bị đòn rất là nhiều, được anh Vũ Linh rèn luyện. Khi mà Trọng Nhân hát thì bao nhiêu kỷ niệm nó dồn về Thoại Mỹ. Mình thấy mới đó mà bây giờ tại sao mình không được xem anh hát nữa. Bao nhiêu cảm xúc nó cứ dồn về làm cho Mỹ cảm động. Và hôm nay thấy được cái hình ảnh của Trọng Nhân trên sân khấu này giống như là một Vũ Linh đang đứng diễn ở trên sân khấu vậy đó. Qua tới vòng này thì cô Mỹ thấy con tiến bộ rõ. Con có một cái sự tự tin và thấy được cái niềm đam mê yêu nghề của con ở trong cái lớp diễn này. Con có tương lai lắm. Cố gắng. Dạ. Qua những cái bạn thí sinh như thế này thì chúng ta sẽ nhớ về những tượng đài của nghệ thuật sân khấu cải lương của chúng ta. Những người đã đi trước, đã tạo nên nền móng, đã làm cho sân khấu cải lương ngày càng trở nên đẹp và lung linh như thế nào. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Cũng như Thọ Mỹ, cảm xúc nó nhớ lại năm 1990, 91, 92. Là thời điểm đó là Thanh Hằng và Thọ Mỹ đã được anh Năm Vũ Linh rèn luyện rất nhiều. Trước khi về đoàn cải lương Trần Hữu Trang là một nghệ sĩ đào chánh ở tất cả các đoàn ở với các tỉnh miền Tây. Nhưng mà về thành phố rồi, phải nói thật sự, ngày hôm nay có cái tên Thanh Hằng được khán giả biết nhiều hơn cũng nhờ vai Chúc Anh Đài mà năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã rèn luyện cho Thanh Hằng. Cho nên là cái cảm xúc nó đông đầy. Nhớ anh Năm lúc đó là anh kéo mặt lại mà anh kêu chữ anh Đài ơi, cái chữ ơi của anh nó bể cái sao chót cái tường. Anh Đài ơi, giống y chang luôn, không khác chút nào hết. Cái chữ ơi đó đó, tôi nhớ hoài đến ngày hôm nay.
Cảm ơn trọng nhân rất nhiều. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời anh Kim Tử Long. Chỉ khen con một cái điều là ở lứa tuổi 18 của con mà con đã thể hiện được cái vai này như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chưa chắc gì những người nghệ sĩ mà đã khổ luyện mà hát được như vậy. Con phải nhớ một điều là chúng ta hát không phải là chúng ta khoe hơi, mà chúng ta hát bằng trái tim, bằng cái hồn của nhân vật, bằng cái hồn của bài ca. Với 18 tuổi mà làm được như thế này thì chúng ta có quyền hy vọng ở lứa tuổi 20, lứa tuổi 25, lứa tuổi 30 chúng ta sẽ có một kép chánh trọng nhân trên sân khấu cải lương, có phải không ạ? Bởi vì đây chính là những cái nơi để chúng ta tìm ra được những bạn trẻ yêu thích bộ môn này và chúng ta có thể chấp cánh cho họ để chúng ta có thể có được một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và chúc mừng trọng nhân. Hoa thắm sương mai sắc hồng tươi thắm, hoa thắm hương thơm bướm ngóng là lời, tình yêu đôi ta mãi mãi, người ơi nghe em nói nghe, ta trọn đời mãi mãi gần nhau. Mấy người tan trộm, bắt được quả tan rồi nha. Nhà ngươi là ai? Là kẻ nô lệ suốt đời của em đây. Anh Thái. Em nè, mấy ngày nay ở nhà có nhớ anh không? Hỏi chị lạ gì nè, nhớ sao không nhớ? Nhớ muốn chết luôn á. Nhớ thiệt không đó? Ừ. Nè, em có biết không, mấy ngày nay anh về thưa với mẹ, thưa với mẹ cái chuyện của hai đứa mình đó. Anh về thưa với mẹ, rồi mẹ nói sao? Thì mẹ nói... Mẹ nói sao vậy? Mẹ bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng, mừng ghê vậy đó. Với lại mẹ có gửi cho anh, đem quà đến tặng cho em. Mẹ có gửi quà nữa hả? Quà chi đây? Nhắm mắt lại anh sẽ được. Nhắm mắt lại nữa. Nhắm còn, mở còn. Không được, được không? Ăn gian. Nhắm lại, khi nào anh đếm tới 3 thì em mới được mở mắt ra. Rồi, em nhắm liền. Nhắm mắt lại. Đưa tay đây. 1 3 chưa, 1 2 3. Wow, chiếc nhẫn hột sòn. Đẹp quá hả? Nè, đặc biệt mẹ dành riêng tặng cho em đó. Dễ thương quá hả? Nhưng mà thôi, anh cất đi. Ủa sao vậy? Em muốn chính tay của mẹ đeo cho em trong ngày đám cưới á. Em nè, em cứ cất nó đi. Mẹ có rất nhiều hột sòn. Không chừng mai mốt mẹ sẽ tặng cho em thêm 3-4 chiếc nữa đó. Đẹp quá hả? Thảo ơi. Hả? Tại sao? Tại sao bên trong chiếc nhẫn lại có chữ H? Cái đó là dấu hiệu của Kim Hoàng. Tiệm vàng nào cũng có ký hiệu riêng hết em à. Vậy hả anh? Ừ. Trời ơi, sao mình lo quá. Cả tuần nay mẹ đi Vũng Tàu cũng chưa về nữa. Em nói cái gì Vũng Tàu vậy? Anh à, mẹ đi Vũng Tàu cái tuần nay cũng chưa có về. Anh sao vậy? Không. Ngày hôm qua anh mới đi Vũng Tàu, tự nhiên cái em nói tới Vũng Tàu, anh nhớ tới biển cái anh muốn say sẩm mặt mày chứ không có gì đâu mà. Trời ơi, chết dẫn. Mẹ. Thủy Tiên à, em làm sao vậy? Em có sao không? Dạ em không có sao. Chắc tại bệnh cũ đó mà. Dạ không sao. Để anh đi lấy thuốc cho em nha. Dạ. Mà để anh. Hả? Nhà của em anh biết thuốc để đâu mà lấy. Thôi để em vô em lấy cho. Anh cứ lo cột lại chiếc giày của anh đi ha. Dạ con. Dạ được rồi. Để em vô. Em ra liền nha. Anh chờ em chút xíu nha. Được không? Dạ đó. Chút xíu à. Dạ. Em cô đến đây làm gì vậy? Tôi đã nói có bao nhiêu lần rồi.
không được xen vào chuyện của tôi. Cũng giống như cô, cô đã ngã vào vòng tay biết bao nhiêu người đàn ông mà tôi có để ý tới đâu. Nè, Lãng Hoàng à, tôi giết chết cô đã biết chưa? Tôi biết. Nhưng khốn kiếp thay, trong tình yêu tôi chỉ yêu anh và không thể nào bỏ mặc để anh ung dung cùng kẻ khác tình chung. Nè, và nếu như tôi giết cô thì cô cũng đừng nên ân hận vì cô đã dám xen vào chuyện đời tư Thái Salem. Anh Thái à, anh chỉ là một con mồi và tôi là thợ săn. Anh chỉ cần dựa vào vai tôi và trời đã giúp tôi khi anh cướp nhầm mẹ vợ, hai dân hoành khăn tan thì tình hận dở dang. Cô nói cái gì vậy hả? Mẹ vợ gì ở đây? Thật tình là hôm nay tôi đến không phải gặp anh. Người tôi muốn gặp là Thủy Tiên. Thủy Tiên, chị ơi, chị tới đây tìm em có chuyện gì không vậy? Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên phải thật bình tĩnh để nghe tôi nói nha. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Mẹ của Thủy Tiên. Mẹ em làm sao? Mẹ của Thủy Tiên bị người ta chặt tay, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy á. Mẹ sẽ được mẹ cấp cứu. Mẹ. Thủy Tiên à. Thủy Tiên. Rồi đây, cô làm gì vậy? Chiếc nhẫn hộp xoàn Thái Salem về tặng cho Thủy Tiên. Cô làm gì vậy? Thấy không? Hả? Ai đã chặt tay bà Lệ Hằng ở ngoài Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hộp xoàn? Tiên hả? Bộ ai đi Vũng Tàu rồi cũng làm ăn cướp hay sao? Vết dao rất là ngọt, mà loại dao của Mỹ rất bén. Loại dao chỉ có tôi, anh và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xúc quỷ nhập thần như vậy mà thôi. Tiên. Anh. Ủa, làm gì xua đuổi người ta dữ vậy? Hả? Biến. Biến. Thì biến. Nè, tôi chiếc nhẫn Mai Chi. Trời ơi. Thủy Tiên à, anh nói em nghe nè. Anh đừng đi đó. Đừng nghe những gì Mai Chi anh nói. Anh đừng gần tôi. Không, nghe anh nói nè. Anh đừng im đó đi. Thật tôi không ngờ, không ngờ anh đã tin tôi cướp giết người. Mai Chi ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con phạm tội tày trời. Ông đừng đóng kịch nữa. Chiếc nhẫn này là bằng chứng. Ông đừng mong chối tội nữa. Không, Thủy Tiên à. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Tình yêu giữa tôi và ông chờ yêu thương được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời. Thủy Tiên. Người đàn bà bị mất một bàn tay chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người nuôi dưỡng tình yêu. Tiên ơi, em dằn cơn bất loạn. Anh vẫn là anh vẫn dương chất hiền lương. Nghe lời ai em cứ tội nặng lời. Thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta ám hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt kẻ hung đồ.
xin em chớ quá lạnh lùng mà tôi nghiệp cho anh. Tôi ông ơi ông, càng chạy chuối quanh cô thì càng lộ rõ chân tướng của một kẻ chứng minh một con người sống chết. Thì đừng ông ơi, đừng nói chi tiêm những lời đường mật để tiếp tục rủ tôi vào cơn đam mê điên loạn. Còn tôi đêm bước đau thương mà nghe chiếu nắng thương sâu. Tôi đã lập tình tên trong con từ đầu. Nếu tôi có đủ sức mạnh, tôi giết anh để rửa hận. Mẹ tôi bị tất liền tội lỗi ấy vô tôi. Một kẻ ác độc, một kẻ chưa mưu. Thầy ơi, anh đã dùi chung tình ta vào trong quyền lành. Mặt đất cuộc quái bầu trời nghiêng đổ, ta như kẻ sức hồn hồn đang chất dơ phiêu lãng. Tiền à, thật tình đó là anh không hiểu gì hết. Em à, anh yêu em, mà lẽ nào anh lại chặt tay của mẹ em sao? Tiền ơi, em hãy nghe anh nói nè Tiên à. Ôm ơi còn gì nữa đâu, mong duyên trò bị thương đau khổ khi ở trong tôi. Mối tình trong trắng lòng vẫn tròn yêu sao, mong giờ tan nước bằng vậy sống cướp mất của tôi. Những gì mở tường đôi ngã chỉ làm đau nhói trong lòng, đành xa nhau xa mấy anh ơi cho đến muôn đời. Và lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng. Từ hôm nay kể như tôi nhớ ông đã chết. Hồ thầm quang thường đã ngăn cách tình kiến. Mẹ ơi xin mẹ hiền tha tôi mất hiếu cho con. Con xin chừa kiếp này con lội đau để trẻ không mắng đêm dài quanh quẻ. Chiều cũ đậm mơ nhớ. Em à, em hãy nghe anh giải thích đi. Ông đừng nói gì nữa hết, tôi không muốn nghe nữa. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Kể từ bây giờ cho đến hết cuộc đời này, đừng bao giờ ông cho tôi thấy mặt ông một lần nào nữa hết. Không, Thủy Tiên à. Em biết không? Thủy Tiên, Thủy Tiên, Thủy Tiên à, Thủy Tiên, Thủy Tiên, Thủy Tiên. Đau khổ quá bỏ chạy hết trơn rồi thưa quý vị. Rồi xin mời quay trở lại Thủy Tiên, Thái Salem và Mai Chi. Dạ thưa quý vị, đó chính là thí sinh Hàn Ni với phần trợ diễn của nghệ sĩ Điền Trung và Lê Thanh Thảo. Em với lại ông xã mình là Điền Trung nè ha. Rồi hai người mình là bên ngoài mình đã từng diễn chung với Hàn Ni bao giờ chưa? Dạ thưa, lần đầu tiên em được trợ diễn cho Hàn Ni lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Vậy mà khi được Hàn Ni mời nhận lời liền lập tức là vì yêu thích giọng ca này hay là vì yêu thích chương trình? Dạ em có nghe chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Em cũng có nghe là tại vì em thấy tất cả các anh chị tham gia đều là ca giống nghệ sĩ các cô chú đã từng đi trước. Em thấy là rất là thích. Và qua đó là em thấy bạn Hằng đi ca rất là giống cô Phượng Hằng. Dạ, cái làn hơi và cái giọng hơi dài rất là hay. Cảm ơn Điền Trung và cảm ơn Lê Thanh Thảo. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thí sinh Hàn Ni của chúng ta. Xin mời ý kiến từ ban giám khảo. Em mời chị Thoại Mỹ ạ. À. Chị Mỹ khen Hàn Ni rồi, nói đầu tiên á là bữa nay Hàn Ni rất đẹp nha. Dạ. Vẫn giữ được phong độ và vóc dáng nhân vật thì thấy giống chị Phượng Hằng lắm. Dạ. Nhưng mà chị Mỹ rất tiếc á là bữa nay á Hàn Ni á là mình sai lỗi chính tả nhiều quá.
Mà cái lỗi chính tả này á, là không phải chị Mỹ nhắc, mà anh Long và chị Hằng đã nhiều lần nhắc Hằng Ni rồi, nhưng mà em chưa có khắc phục được. Chị Mỹ nói những cái lỗi này để nếu em có được vào vòng trong thì hãy cố gắng chỉnh lại cái lỗi chính tả nè. Và khi ca để cho giống chị Phượng Hằng, ráng thả ra, đừng có gồng quá và nuốt cái chữ quá thì nó sẽ bớt giống chị Phượng Hằng nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thầm Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào Hằng Ni. Dạ, em chào chị. Thì hôm nay chị nhìn thấy em nè, chị nhìn thấy nè, cái tóc dài em cũng là giống như chị Phượng Hằng nè. Cái kẹp cũng giống nha. Cái kẹp đó là tôi thấy bắt gặp Phượng Hằng cũng thường xài lắm luôn đó. Rồi cái phần thoại của em, phần thoại cũng giống, cũng tốt lắm. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tư Long. Hôm nay tôi thấy là Hằng Ni làm rất tốt. Em làm một cái vai diễn mà anh nhớ lại chị Phượng Hằng. Và em hôm nay em cũng đã thành công trong cái vai thần tượng của mình, đó là chị Phượng Hằng. Dạ, em cảm ơn ba chị ạ. Như chúng ta thấy rằng là ba vị giám khảo thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng trong cái phần trình diễn vừa rồi. Nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa thì những cái lời góp ý đó vẫn sẽ là những cái điều rất là cần thiết, rất là tốt cho chúng ta trên cái quá trình mà chúng ta tham gia cuộc thi này nói riêng, và sau này sẽ còn là một cái hành trình dài hơn khi chúng ta làm nghề nữa ha. Chúc cho Hằng Ni sẽ luôn luôn có những thành công của mình, không phải chỉ riêng trong cuộc thi này mà còn ở cái hành trình sắp tới mà khi bạn làm nghề một cách chuyên nghiệp nha. Cảm ơn Hằng Ni rất là nhiều. Và cảm ơn bạn giám khảo. Nhà em có một vườn trầu, chiều chiều
giờ kính mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin được gửi tới lời chào tới bốn vị khách mời cùng MC Bình Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có ba người nam hát, không có ai hát cái giọng này hết trơn, cũng lo đúng không? Hên quá, hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh đó, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Dạ, chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Bởi từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long ạ. Bất ngờ có một cái giọng bass, với người Việt Nam mình thì giọng baritone bass nó rất là hiếm và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu. Nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là một, đúng là một chàng trai sắp đi lính. Và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. Xin một câu nữa được không ạ? Vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hơi hướng dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa. Người ta như người ta nói là như là nhai nút đĩa luôn, rất hay. Cảm ơn Bách rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong thì mời em cà phê. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời đã dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo tươi, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Tình nào không vào đám
Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đô anh mua áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đường phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca, vì tình nào không vào đâu. Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo Huế gầy. Dòng sông Hương vẫn trong, nước sông Hương còn nồng, mà sao người nỡ đành bỏ dòng sông thương nhớ bơ vơ. Lòng
quên sao anh. Dòng sông con đò nhỏ vẫn nhắc nhở tới người, vẫn tiếc nuối tháng ngày. Đò Kim Long vẫn đưa dốc Nam Giao còn chờ, chùa Thiên Mụ vẫn còn lời thề xưa ai tha thiết hẹn về. Anh ơi dù có lênh đênh trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở. Và em nhé anh, anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế. Mưa ướt mềm trên Huế hoàng thành, mưa lung linh gợi em bao kỷ niệm thuở Huế đón khách về, rộn tiếng hứa tiếng thề. Giờ riêng em vẫn đây ngóng ai mình mơ, người bay chữ phương nào còn nhớ Huế hay quê. Anh ơi dù có lênh đênh trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở. Và em nhé anh, anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Mười giây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ làm quen với người chơi vị trí số 4. Xin chào bạn. Dạ xin chào anh MC. Dạ lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào tới quý ca sĩ khách mời cũng như là khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Con xin giới thiệu, con tên là Hồ Quang Tùng, năm nay con 22 tuổi và con đến từ Đắk Lắk. Dạ. Xin chào Hồ Quang Tùng, một chàng trai còn rất là trẻ. Các nghệ sĩ khách mời còn lại chúng ta cảm thấy như thế nào? Tiết mục hát rất là hòa quyện với nhau và chúc mừng Tùng đã có một tiết mục rất hay. Và Tùng ơi, khi mà đặc biệt là khi diễn, khi mà hát song ca với anh Long Nhật thì cực kỳ là phải nhanh nhạy sân khấu, bởi vì ảnh bung chiêu liên tục. Và hồi nãy là có đoạn ảnh đọc ảnh tự sự, và đôi khi nó cái nhạc thì con phải vững, và con đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại. Chúng tôi rất muốn nghe nhận xét của anh Sĩ Luân. Anh có cho đây là một tiếng hát mà là một đối thủ đáng gờm với người chơi vừa song ca với anh không? Anh xin luôn nghĩ là chắc chắn. Bởi vì ngày hôm nay thì mỗi bạn có một màu khác nhau. Và cái hay hơn hết là
giữa các bạn mà chúng tôi là những người không gặp nhau, cũng chưa tập dượt bao giờ cả, nhưng mà cái sự hòa hợp giữa chúng ta rất là tốt. Đây là một cái yếu tố hết sức đặc biệt, và xin luôn nghĩ là chương trình đã tạo ra một cái sân chơi mà mới đầu chúng tôi nghĩ là sự thách đố, nhưng đây là một cái sự hòa quyện rất là tốt. Chúc mừng bạn có một bài hát rất hay. Cảm ơn chị Luân rất nhiều. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thơm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người. Chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi. Sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn
cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Long Nhật. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Mười giây đã trôi qua và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số mà quý vị đã bình chọn dành cho tiếng hát của cô gái xinh đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy nhé. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em Lê Thu Hiền xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin chào anh Bạch Công Khanh. Em xin chào tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Sự kết hợp của bạn cùng với anh Long Nhật rất ăn ý. Và chúng tôi xem cứ ngỡ như là hai người đã tập trước với nhau. Nhất là những cái màn mà đổi chỗ cho nhau. Rồi nhất là anh Long Nhật còn tính vuốt má của bạn nữa. Trong bài hát là hai anh em Long Nhật muốn ôm Thu Hiền lắm rồi tại vì Long Nhật là một người sống rất là tình cảm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là hai người này họ chưa nói được với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp em. Và khi em cất tiền hạt lên, anh nói, ôi chà, cái số 7 mừng may mắn rồi. Phần đầu, anh hạt cái tông của anh và chuyện tông của cho em rất là vừa vặn. Và Thu Hiền rất là thông minh và một cái người nghệ sĩ trình diễn. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết là phải làm gì. Cảm ơn em, mặc dù anh là hỗ trợ em để em tỏa sáng. Nhưng mà cảm ơn em, mặc dù hai anh em mình chưa có tập giờ, hôm nay anh gặp em lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Thật sự thì Quốc Đại đã làm việc với Lê Thu Hiền nhiều lần. Và hôm nay thì em đã làm rất tốt. Giống như phong độ của em luôn luôn rất là ổn định khi bước lên sân khấu. Em luôn luôn biết mình phải làm gì ở sân khấu khi mà em đã bước những cái bước đầu tiên bước ra sân khấu luôn. Và em biết cách phối hợp cùng với anh Long Nhật mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chị chúc mừng em. Trong bài hát này em chẳng những hoàn thành xuất sắc mà nãy giờ chị ngồi chị nổi da gà nữa. Tại sao mà có một cô bé mà hát một cái giọng ngọt ngào mà hòa quyện với anh Long Nhật như thế. Ngay cả cái diễn xuất cũng vậy nữa. Ca sĩ quan trọng nhất là khi mình ở trong bài hát đó, mình diễn theo bài hát, mình cảm xúc theo bài hát. Cái đó nó cũng góp phần quan trọng. Dạ. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Ngân Quỳnh. Lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa như xa xưa. Trời trưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tất em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngày cầu tre lắc lẽo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Bạc thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu nhau. Đường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Thank you.
chờ buông mênh mông, giấc xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên góc đa viên đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ. Tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Vân Khánh. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Dạ, lời nói đầu tiên cho em Hiền Ngân xin gửi lời chào đến ban khách mời, anh MC cũng như là các khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như là quý khán giả đang xem đài, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Hiền Ngân, một cô gái rất là dễ thương. Thương quá à, nhìn dạ. Xinh xắn quá, ước chi. Con đứng đợi trong đó nãy giờ con hơi run xíu. Con luôn vừa à, sai lắm Khánh à. À vừa sai. À, bé Ngân năm nay Dạ con xin phép con được gọi cô bằng cô, tại vì con mới sinh năm 2000 thôi. Dạ. Thực sự là khi mà con cất tiếng hát lên á, trời nó ngọt ngào, nó dễ thương lắm. Tại vì cô hát tới một cái tâm thế nó khác. Còn bản thân con khi con ra với một cái sức trẻ, một cô gái người miền Nam và hát cái nhã chữ, cái giọng nó rặt miền Nam luôn, cô cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì là cô có học như thế nào đi nữa vẫn là một cái người không phải là miền Nam để mà hát về cái vùng đất này, cho nên là vẫn nghe một cái sự mượt mà, cái sự chân chất trong cái giọng hát của con. Dạ, con cũng xin tiết lộ với cô luôn, con cũng là người miền Trung luôn. Vậy hả? Con hay quá vậy vậy con. Cô biết nhưng mà con thì con là miền Trung theo xứ nẩu chứ không phải là xứ Huế. À miền Trung mà cũng nói tiếng Nam đúng không? Dạ Phú Yên. À, Phú Yên. Dạ. Dạ. Khánh mời Quốc Đại tiếp tục chia sẻ về tiếng hát của Hiền Ngân. Không, đúng như là Vân Khánh nói thì cái giọng ca của con rất là trong trẻo, tự nhiên đó. Tự nhiên phát ra là cái hương tóc mạ non, giống như là bà này thật sự là giống như hai chị em tâm sự với nhau vậy đó. Là người em tâm sự về người yêu đầu đời, còn người chị thì tâm sự cái sự từng trải của mình. Mọi thứ trên sân khấu thật sự là hợp dữ lắm luôn. Cảm ơn chia sẻ của tất cả quý vị một lần nữa.
em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hãy lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt dấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Cảm giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần. Hãy sống cho người thân, và em giấu anh trong những bức tranh. Cho dù đúng hay sai,
bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 3 Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên ạ, Minh Nguyễn xin chào bốn vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ. Và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang sinh đời, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyễn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên, Ngọc Liên đã hỗ trợ em, phải nói là quá quá nhiệt tình luôn. Và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một cái này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như thế này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt. Chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau. Và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình. Và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời. Vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với em, người yêu ơi. Thề xưa hãy trao lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi. Người về đây với em, chỉ có một chiếc lá. Còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Nếu một mai bước chân anh về, từng sắc lá rơi bên hè. Mùa đông ai đây? Rồi mùa thu qua trong tay buồn buồn, vui lòng mình băng giá. Tháng năm lặng trôi, chỉ còn đêm nay hay đến bên anh. Chỉ còn đêm nay hay đến bên anh. Nếu ngày mai bước chân em về, sắc lá rơi bên hè, mùa đông tái tê. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, người về đây với quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của chàng trai này. Quý vị sẽ có 10 giây. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Bạch Công Khanh với lại tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Đình Quốc Khánh, thì hiện tại em đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật luôn. Cụ thể là em có là ca sĩ bán chuyên với lại đang làm về sản xuất âm nhạc. Một ngoại hình rất là dễ thương. Ngày hôm nay Khánh cảm thấy như thế nào khi hát một bài hát rất là mùi mẫn với chị Hải Yến? Dạ, cũng bất ngờ về cái sở trường của em á, thì chuyên về ballad và pop. Cái bài này á, trước đây mọi người để ý xem, thường là viết một là giọng nam hát, hai là nữ hát. Đây cũng là lần đầu tiên của Hải Yến hát bài này mà hát song ca nha. Nên là để chọn được một cái được gọi là cái tông mà để hợp cho cả hai người cùng hát ấy, phải thay đổi như vậy thì cũng phải cảm ơn giám đốc nhạc rất là nhiều, bởi vì rất là khó khăn đấy ạ, rất là khó khăn. Vâng ạ, bây giờ Khanh muốn nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại về tiết mục khoảnh khắc này. Nãy thì khi mà đứng trong cái màn bóng kia thì thấy Khánh rất nhiều năng lượng, và thấy rằng là cậu bé này có vẻ không thích hợp để hát cái bài khoảnh khắc của chị đâu, mà sao chị vẫn nhất quyết chọn em. Anh không, em không hiểu sao, chắc có lẽ là do là cái ấn tượng quá đúng không? Mặt giơ ngón tay, giơ ngón tay làm dấu thì mình đi theo thôi. Ok, mình thấy người ta làm dấu là mình chọn liền đó. Rất là luật hấp dẫn nữa đúng không? Thì anh rất thích cái style mặc đồ của em. Em cảm ơn. Nhưng em cũng không hợp với cái bài hát này lắm đúng không? Em nghĩ là những cái bài hát ballad pop mà mới ấy, thì có lẽ hợp với em hơn. Do một phần Hải Yến ôm một cái nhỏ mất hồn luôn. Ôm một phát là cũng là chị bị rối luôn. Em sao cái khúc này sao mọi người tự dưng đổ vế qua em vậy? Người ta ôm là để lấy cái động lực. Nó ôm là còn thầm thì chút xíu tự tin nha em, tự tin nha, mình hát bằng nhảy kia nha, tự tin thiệt mà. Nhưng mà biết đâu được cái ôm của chị lại khiến cho bạn ấy choạc choạc. Nhưng mà hỏi thật, em lúc nãy ôm có bị mất hồn không? Khánh cũng có. Một cái tiết mục rất là tích cực. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và hy vọng là Quốc Khánh sẽ là một trong hai người bước được vào màn song đấu. Dạ, cảm ơn anh.
là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á, rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hai cái vui của đó, là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa, nghĩa là chưa. Dạ. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác, thì em rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ, dễ
thèm chứa ngờ. Thêm và đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát xong ca với anh Hàm Lê Trương. Xin chào bạn. Dạ. Yeah. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hàm Lê Trương, tác giả của ca khúc đã xong ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hàm Đế Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Khanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh. Dạ. Đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết, nên là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Anh vì sao không tin nhau? Anh cứ ngó nghiêng cà phê là cà sẻ.
Thưa quý vị, với ca khúc mở màn vừa rồi, Như Trang đã khuấy động không khí thật là tuyệt vời. Cho nên là không có vũ công nào ngồi xuống hết. Em được 20 điểm trọn vẹn. Chúc mừng Như Trang. Xin cảm ơn các vũ công. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc quyền năng. Anh sẽ hỏi nhạc sĩ Minh Khang. Em khuấy động được khán phòng, một điều rất là hay. Nhưng ở đây anh chưa có cái sự giao lưu giữa cái đoạn solo giữa em với guitar. Anh đang chờ cái điều đó. Em sĩ, em thấy là cò cưa giống bắt rất nhiều nha. Hèn chi đó là lý do được điểm 10 đúng không? Đấy là lý do tại sao được điểm 10. Em phải cưa cho đều chứ. Quay trở lại thì cái đoạn coda cuối, thí dụ em feeling đúng 2 ô thì 2 ô, chừa anh guitar anh đối qua đối lại thì có cái sự giao lưu đó nó sẽ bùng nổ hơn nữa. Em thiếu một cái điều đó. Xin được hỏi Hoàng Bách, hôm nay thí sinh chúng tôi quá tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Cho nên khi ở cự ly gần thì hầu như là tan chảy hết, tan biến hết, không còn hoạt động được. Cho nên điểm 10 luôn phải không? Không, thực ra là điểm 10 này của Bách thì lần này là anh đã mong chờ cái giọng hát của em nó biến chuyển theo nhiều cái thể loại nhạc. Và hôm nay là thể loại gần như là lần đầu tiên em hát trong chương trình này. Hơi funky rock một chút xíu. Với mỗi thể loại em có tìm hiểu, anh nhìn thấy cái tố chất của một ca sĩ đẳng cấp ở em. Cho nên là anh cho em 10. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc với thí sinh đầu tiên của chúng ta. 79 điểm cộng với 20 điểm của vũ công, em được 99 điểm. Rồi, trong khi chờ đợi ban nhạc thống nhất với nhau bài hát thứ hai, chúng ta sẽ nghe nhận xét từ các thành viên ban giám khảo với thí sinh đầu tiên, Như Trang. Xin mời Dương Trường Vũ. Hôm nay bạn hát cái bài này theo cái kiểu funky rock rất là hiệu quả và làm cho mọi người ở đây đều hào hứng theo. Vũ cũng muốn đứng dậy nhảy nhún theo. Chúc mừng Như Trang. Dạ, cảm ơn anh. Và giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Nếu mà được 10 anh sẽ cho 10 ngay lập tức. Vậy giống Hoàng Bách á. Em mở màn mà một bài rất là sống động mà em hát từ nốt cao nốt thấp, em rất là tròn trịa, em lên những nốt mà cao nhất anh nghe rất là rõ như này. Anh xin chúc mừng em. Bây giờ chúng ta hãy xem ban nhạc quyết định ca khúc với Như Trang là bài nào. Anh là anh thích em hát bài Duyên Phận, nhưng mà ban nhạc quyết định cho em hát bài Duyên Kiếp. Hả? Bài Duyên Kiếp. Thắng thì thích Duyên Phận, nhưng ban nhạc đề nghị Duyên Kiếp. Một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Em ơi, đó là thử thách một. Ban nhạc còn cài thêm một bí mật nữa. Mà cái điều đó thì khi em ra đi, rồi em sẽ cảm nhận được thử thách đó là gì. Thưa quý vị, và bây giờ Như Trang sẽ vào trong để chuẩn bị lượt thi thứ hai của mình. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành phần thi đầu tiên. Vui
trong em. Khi ta đã có cuộc đời ở trong tim, buồn vui trong ánh mắt là giọt buồn đón đời buồn thêm. Cho thấy bình minh thơm nắng và đã chung tung cánh bay về nơi phiêu lãng. Tiếng đâu cho thấy chiều nào anh lỡ đã và em bâng khuâng ngắm mây ta. Làm sao quên những lần anh phát tiếng cười và tung tăng đón bao niềm vui đang đợi. Làm sao quên những hẹn hò trong năm mới và trong đêm sao xa quanh trời. Lúc anh đến tình nồng ấm cũ xóa trong em những hình bình buồn. Lúc anh đến một đời rất dài trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau sẽ bên nhau dài mãi đâu. Có ai biết một lời sẽ đến tình tình chốn bình yên. Từ anh xa vắng đời bên mong tiếc buồn. Buồn loan cơn nắng say từng cơn gió cuốn. Mênh mông tiếng buồn loan cơn nắng say từng cơn gió cuốn. Thầm mong anh đến một lần thôi tương nhé và đêm thôi ngơ ngã mong chờ. Và đêm thôi ngơ ngã mong chờ. Tại sao em có thể đốt cháy khán phòng như vậy? Không ai ngồi xuống hết. Em biết điều gì sẽ xảy ra? Dạ, em có 20 điểm đầu tiên. Chính xác chứ bạn. Xin cảm ơn mọi người. Kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năm.
anh saxophone Hoàng Trung. Anh nghĩ cái bài này rất là mệt, nhảy dữ lắm phải không, đuối phải không, để động viên em, giọng rất là đẹp, khỏe, anh cho em 9 điểm. Nhạc sĩ Đức Huy nghĩ sao ạ? Bài này nó cần cái sự dứt khoát, hoang vắng nhưng mà bạn hát nó vẫn còn đông đúc lắm. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, kết quả tổng số điểm dành cho thí sinh Mỹ Ngọc của chúng ta với Hoàng Vắng là 77 điểm, cộng với 20 điểm bạn đã có 97 điểm. Bây giờ chúng ta nghe chia sẻ từ các giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Anh thấy phần trình diễn của em quá sống động, em hát tốt. Em là một trong những thí sinh giữ phong độ rất là tốt trong chương trình. Giám khảo Trương Triều Vũ. Mỹ Ngọc là một trong những thí sinh mà hiểu rõ được cái điểm mạnh của mình là cái gì. Cho nên lúc nào bạn cũng chọn những cái bài khuấy động cả một cái phim trường như thế này. Đúng như hồi nãy nhạc sĩ Đức Huy nói là cái nhịp của Mỹ Ngọc chưa có được chắc lắm khi mà hát cái bài này. Nếu như mà nó chắc hơn nữa thì chắc chắn cái điểm của Mỹ Ngọc sẽ cao hơn rồi. Đây là một cái phong cách mới mà Ngọc mới lần đầu tiên trải nghiệm. Nên Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ tiếp nhận ý kiến này để cố gắng, nếu thực sự mình có phải hát bài rock nữa, hoặc là sau này có đi hát có phải hát rock nữa, thì mình phải ra chấp một tí xíu nữa. Xin được chúc mừng Mỹ Ngọc đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất cảm ơn 20 vũ công đã cùng hòa nhịp với thí sinh Thái Sơn. Xin chúc mừng 20 điểm đầu tiên cho bạn. Chúng ta sẽ nghe kết quả số điểm từ các thành viên của ban nhạc Quyền Năng. Xin mời Hoàng Bách. Em có một phần trình diễn về mặt thanh nhạc thì anh nghĩ là gần như là hoàn hảo, và hát rất là có thần. Anh nghe vẫn có cái cá tính của em so với bản gốc nữa. Và chúng ta cùng đến với tổng điểm từ thí sinh Thái Sơn qua ca khúc vừa rồi. 73 điểm cộng với 20 điểm, bạn đã có số điểm tổng là 93 điểm. Ban nhạc sẽ chuẩn bị cho thí sinh Lê Thái Sơn chúng ta bài hát thứ hai. Còn bây giờ mình sẽ trò chuyện với ban giám khảo nha. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Đối với anh thì đã vô tới dòng bán kết như thế này, tất cả năm thí sinh đều rất là hay. Em đã không làm thất vọng khán giả cũng như ban giám khảo. Thì anh xin chúc mừng em và hy vọng sẽ gặp em ở vòng chung kết. Xin mời sự chia sẻ tiếp tục từ giám khảo Dương Triều Vũ. Vũ rất đồng ý với những gì mà anh Bách nói về giọng của Thái Sơn. Tức là Sơn có một cái chất riêng, cho nên cái bạn cần làm là phải nghiên cứu, phải hiểu được cái khả năng của mình như thế nào. Thì lúc đó Thái Sơn mới có thể thành công và có một Thái Sơn mà một ngôi sao hạng A thật sự. Em cũng giống Vũ thôi, lúc nào cũng rất là ngưỡng mộ cái giọng hát của em. Mà hôm nay bài mở màn của em là em trình diễn quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng em. Ngay sau đây em sẽ có một cái thử thách để em sử dụng cái sở trường của mình vào bài hát mà ban nhạc sẽ cho em biết ngay bây giờ. Đó là bài hát nào ạ? Xin mời Minh Kha, tay trống Cừ Khôi. Theo sự thống nhất của toàn anh em ban nhạc, tụi anh sẽ chọn cho em một bài hát của cố nhạc sĩ Khánh Băng, đó là bài Sầu Đông. Sầu Đông, wow. Thưa quý vị, và Thái Sơn sẽ vào trong để chuẩn bị ca khúc Sầu Đông. Trong lúc gió mưa, bé con đã hoài công để đứng chờ người chồng đi đã bao năm chưa thấy về.
giấc mơ có đám cây trên đồi sống trong trong mơ hồ ngày nào tròn trắng lại nhớ xưa nắng đứng ôm con xem chàng về hay chưa về hay chưa có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu dũng nàng lấy cây hương thật quý Như Trang. Chúng ta cùng đến với sự chia sẻ của thành viên ban giám khảo về giám khảo Mạnh Quỳnh. Phần trình diễn của em, những cái múa vũ đạo của em rất là tốt và rất là đẹp. Anh ngồi dưới đây anh cảm động lắm. Đối với những cái bài hát thì em cũng làm tròn vẹn lắm. Một lần nữa anh chúc mừng em. Không phải thể loại nhạc của em, nhưng mà như vậy là em thể hiện rất là tốt rồi. Chúc mừng em. Giám khảo Dương Triều Vũ. Hôm nay sau khi mà thấy Như Trang đã chọn một cái bài rất mạo hiểm như thế này, hát một cách trọn vẹn, vũ đạo múa rất đẹp nữa, cho nên làm cho Vũ hoàn toàn bất ngờ. Dĩ nhiên ở trong mắt bạn vẫn có một cái sự lo lắng ở ngay cái phần đầu, nhưng mà càng về sau bạn càng quên đi cái khó khăn đó và lại diễn rất tốt. Với phần trình diễn vừa rồi, số điểm bí mật sẽ giữ lại sau khi ba thí sinh thi xong. Em bình tĩnh nha. Và tất cả những gì sự chia sẻ từ ban giám khảo anh nghĩ là rất là thật lòng, rất là hết mình. Chúc bạn tự tin, chúng ta còn phía trước. Is that one?
cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Đây chắc lần đầu tiên trong đời bạn trải nghiệm nhảy cha 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 với Vũ đoàn á. Dạ, đây đúng là lần đầu tiên em được trải nghiệm nhảy cha 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 cùng với Vũ đoàn mà vừa hát ạ. Nhưng mà vẫn giữ lời, vẫn giữ nhịp vậy là quá đẹp rồi. Còn te nữa chứ. Để em nói trước nha. Vâng, xin mời giám khảo Vũ. Nói chung là một tiết mục rất là dễ thương, nhìn đáng yêu lắm. Không ngờ là em có thể nhảy một cách nhịp nhàng mà nó đúng như thế. Em có thể làm lại cái động tác mà em đưa cái ngón chân được không? Nhìn rất là gọn, rất là đẹp luôn. Đó. Và hy vọng trong tương lai với những cái kinh nghiệm mà em học hỏi được trên ban nhạc quyền năng sẽ giúp cho em tiến xa hơn ở trong cái nghề nghiệp của em. Cái bệnh của em là bị căng thẳng thôi. Bây giờ em quên cái căng thẳng đó thì em sẽ làm rất tốt. Chúc mừng em. Xin cảm ơn giám khảo Dương Kiều Vũ. Xin mời giám khảo Tí Nhung. Chị nhìn ngồi dưới đây nhìn thấy em nhảy dễ thương lắm, nhưng mà giống như chị cảm giác giống như em bé mà mới tập đi á. Dễ thương thiệt sự luôn á. Em là một trong những thí sinh mà lội giọng nước ngược đã thành công rất là mỹ mãn, và bằng chứng là em đã có mặt được trong vòng chung kết ngày hôm nay. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Và em không hiểu lắm đó là chị Nhung nó nhìn giống mấy đứa nhỏ mới biết đi qua đi lại, nhìn rất là dễ thương. Thì không biết đây là lời khen hay lời chê, nhưng mà cũng cảm giác rất là vui. Tous nos jours étant le même, aux gendarmes et aux voleurs, tout ma vie c'est trois au cœur, ben ben. Tu me tuais, ben ben, et je tombais, ben ben. Et ce bruit-là, ben ben, je ne l'oublierai pas. Đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi. Chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay em, bang bang. Anh bắn ngay em, bang bang. Em ngã trên sân, bang bang. Tiếng súng khi xưa, bang bang. Ta sẽ không quên bao giờ. Đôi ta theo nhau lớn lên mau, thân thiết bên nhau, ta yêu nhau như lũ bé con, như anh luôn chơi bắt nhau luôn, bang bang. Anh thích lăn xăng, bang bang. Em cũng theo anh, bang bang. Tiếng súng khi xưa, bang bang. Ta sẽ không quên bao giờ. Bao năm qua ta đã 20, câu yêu thương đã đến cho đôi, môi hôn thay câu nói thơ ngây, chế yêu thay chơi bắt nhau vui. Anh xa em mất anh yêu, không ai coi xem lỗi nơi ai. Anh ra đi, anh đã ra đi, anh đi theo duyên mới xa xôi, bang bang. Anh đã ra đi, bang bang. Em sẽ bơ vơ, bang bang. Tiếng súng khi xưa, bang bang. Ta sẽ không quên bao giờ. Khán giả cổ động viên ơi, có mấy cái dâu treo trên kia không? Ai vậy? Ồ kìa. Tại sao vậy anh Minh Kha thân mến? Người ta hát hay, khán giả cổ vũ, phong cách thoải mái, vui tươi nhẹ nhàng, giọng hát khủng. Mà bấm là bấm cái nỗi gì? Anh công nhận thì giọng em khỏe và sáng và rất mạnh.
nhưng anh vẫn cần cái tiết tấu của bài nhạc. Cái thứ hai nữa đó là cái ngoại hình của em ráng chịu khó tập gym chút, nó thon lại chút. Mình thấy ban nhạc cũng nhiều người không có được thon thả lắm nha. Anh ơi, mình cùng đi tập gym cùng nhau nha anh. Em hứa 5kg trong một tháng. Vài bữa mà em mà đẹp lên đó nha là anh lại hối hận đó nha anh. Tôi thấy cô có đầy đủ tố chất để mà trở thành một ca sĩ, chỉ cần có mài giũa thêm thôi, chút xíu thôi. Có thể là mài giũa cho nó mỏng tí. Mỏng tí. Thôi thì là xong ngay thôi. Và bây giờ là phần nhận xét từ ban giám khảo ạ. Lúc nãy thì Phi Nhung có nghe là nhạc sĩ Minh Kha nói về cái vóc dáng của em. Thì theo chị á, thì chị thấy cái vóc dáng của em như vậy là quá dễ thương. Chị góp ý thêm cho em là giọng thì rất là khỏe rồi, nhưng mà có nhiều nốt nó hơi bị phô một tí, là tại vì chắc là mình hơi bị sung quá nên nó không có để ý thôi. Thí sinh mở màn mà áp lực nó cũng nhiều, thành ra là không sao hết. Giọng hát em rất là tốt và phong cách biểu diễn rất là máu lửa, đối với anh vậy là đủ rồi. Em cảm ơn anh Mạnh Cường rất nhiều. Tôi nghĩ là bạn phải lạc quan hơn chút xíu. Bây giờ thay vì mình để ý một mình ông Minh Kha ổng chấm cho bạn thua, thì mình phải để ý là 8 người còn lại đều ủng hộ vóc dáng cũng như là giọng hát của bạn. Đúng không ạ? Và bây giờ xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ sẽ đề nghị cho Lệ Hoa hát bài thứ hai là bài gì? Em lắng nghe nha. Sau khi mà nghe Lệ Hoa hát thì Vũ cảm thấy là Lệ Hoa sẽ rất là thích hợp với một bài này. Ảo ảnh. Ok. Chúc mai Lệ Hoa tự tin, may mắn với vòng 2. Yeah. Được hát lại có nghĩa là mình được ra sân khấu thêm một lần nữa nè, được gặp ban nhạc thêm một lần nữa, được gặp khán giả thêm một lần nữa, nhân đôi niềm vui, có không nào?